em là tất cả trong trái tim anh. Thời gian sẽ trôi qua nếu anh có em. Anh yêu em, anh cảm ơn em, hãy cho anh được ôm lấy em. Thời gian cứ trôi, tình ta mãi luôn bên nhau. Nếu thời gian có quay trở lại, liệu rằng em cố giữ sẽ chỉ thêm đau buồn. Mọi cố gắng cũng không thể lay động được trái tim em, thì anh mãi luôn cần em. Nếu hàng chán nắng mai nhá, sống thiếu em điều anh không thể. Và giờ đây em là tất cả trong trái tim anh. Thời gian sẽ trôi qua nếu anh có em. Anh yêu em, anh cảm ơn em, hãy cho anh được ôm lấy em. Thời gian cứ trôi, tình ta mãi luôn bên nhau. Sarang teme nanun sasu e so. Xin chào tất cả người và chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video đặc biệt khi mà một trận đấu danh sẽ có hai bộ trang phục, đó là Butterfly đông êm đềm và Tourland đông êm đềm. Và các bạn có thể nhìn thấy là có biểu tượng của Mary trịch bệt. Đây là một bộ trang phục đôi theo truyền thuyết của Liên Cơ Bay, thì hai bộ trang phục này là hai bộ trang phục đôi, cũng như là hai vị tướng này yêu nhau, một tình yêu nồng cháy, một tình yêu người ta gọi là ngôn tình, chuyện ngôn tình. Không biết là các bạn đã xem qua một cái video đấy chưa. Rồi, tính ra thì một bộ trang phục đôi, thế nên là trong trận đấu này mình rủ em gái nuôi chơi vị tướng Tourland, mình đóng vai Butterfly. Tại vì sao? Gở cầu thủ căng đó, căng gì vậy ta, Carisi? Ok, bình tĩnh tập trung vào trong trận đấu này nhá. Thật sự là mình muốn chơi Tourland hơn Butterfly, tại vì là Tourland đóng nhân vật đó là con trai, còn Butterfly thì đây là nhân vật con gái. Nhưng mà hơi đáng tiếc thì cái nick của An, nick của bạn kia thì không có bộ trang phục của Butterfly, chỉ có bộ trang phục của Tourland thôi. Thế nên là đành tạm mình phải lấy cái nick này. Muốn chết sớm hay chết muộn? Gắt vậy ta. Trời ơi, mình chưa thấy ai mà tuyên bố trước mặt mình là muốn chết sớm hay chết muộn anh em ơi. Căng rồi nha. Gáy hơi bị to rồi Carisi ơi, các bạn có thể làm chứng cho mình. Carisi gáy khá to trong trận đấu này. Không biết học tập ai mà muốn chết sớm hay chết muộn thế này. Ok, để mình xem bạn có giết được cặp đôi này hay không. Dám phá hoại chuyện tình cảm đẹp đôi của Butterfly và Tourland à. Đấy, bạn nick của An thì không có bộ trang phục của Butterfly. Vậy nên là mình phải đành chơi Butterfly. Dù sao thì chơi được bộ trang phục của Tourland thì tuyệt vời hơn. Tại vì Tourland là con trai thì mình cũng là con trai, thì mình chơi cái bộ trang phục đấy thì quá hợp. Nhưng mỗi tội là thôi, bạn không có thì hợp tác làm clip thì thôi. Mình hay quá, chiến công rồi. Thì mình sẽ chơi tạm Butterfly vậy. Ok, vừa xong thì Tourland đã có được một bạn. Trời ơi, đây là một tình yêu nồng cháy anh em ơi. Một trận đấu danh. Không biết là hai bộ trang phục này, hai vị tướng này kết hợp trong một trận đấu danh sẽ ra sao. Bây giờ mình sẽ trổ tài đi vét máng anh em ơi. Vét máng khi mà mình level 4 rồi. Ok, lần này vét này. Malok chỉ cần nhảy vào thôi. Hay lắm bạn ơi, chơi luôn. Đánh thương, đánh thương cái nữa là hồi kỹ năng này. Lên bảng, rồi hay lắm. Ok, vét tiếp double kill. Nói chung là Butterfly thì là một vị tướng có khả năng vét máng rất tốt. Và mình nói luôn cho anh em một điều, đó là hai bộ trang phục này sẽ chỉ mở bán ở cái sự kiện Giáng sinh lần này thôi. Còn sang Giáng sinh năm sau, mình không khẳng định vị tướng này có bán lại, những cái bộ trang phục này có bán lại hay không. Tại vì đây là những cái bộ trang phục hữu hạn, anh em nên nhớ là cái điều đó. Là những cái trang phục hữu hạn là các bạn sẽ không thể nào mua được nữa khi mà sự kiện Noel kết thúc. Các bạn thể nhìn thấy hiệu ứng rất là tuyệt vời. Đó. Trời ơi, đừng đánh nhau vội nha. Ok, team bạn tập trung rất đông ở đây.
Mình sẽ núp ở đây. Ui, làm gì bắt nạt đồng đội của tôi vậy? Ok, tới vét máng. Ok, em yêu anh tới luôn đây. Trời ơi, chiêu cuối vét luôn. AD này, AD một chém, AD một chém, AD lên bảng tiếp tục là Murat lên bảng, double kill tiếp tục vét tiếp. Một mình thôi, đang có sự hỗ trợ của Tulen. Triple kill và ai thích chết trước này thì Karisi này qua kill rồi. Các bạn có thể thấy là Karisi đầu game gáy rất to. Ai muốn chết trước và mình thử xem là ai chết trước trong trận đấu này. Qua ra kill. Trời ơi, lấy luôn cái trụ này. Ok, bây giờ sẽ là màn chuyện ngôn tình giữa Butterfly. Đó, Butterfly và Tulen. Butterfly đông em đềm và Tulen đông em đềm. Các bạn có thể nhìn thấy hiệu ứng rất là tuyệt vời. Đó, bộ trang phục này là bộ trang phục đôi. Vậy nên là các bạn nào đang có một tình cảm nồng cháy mà các bạn đang yêu nhau thì các bạn có thể là mua tặng nhau những cái bộ trang phục như thế này. Đấy, chia sẻ cho bạn bè chia sẻ cho người yêu để người yêu biết ý mua bộ trang phục này. Các bạn có thể vào game các bạn chụp ảnh, hoặc là lúc lát trận thì các bạn sẽ có bộ trang phục đôi, xong rồi đặt tên giống nhau, đặt tên đôi nữa thì rất là tuyệt vời. Đó, mình thì mình không có, kia là em gái nuôi thôi chứ chưa được thịt thì ok, bướm đây này. Ai muốn chết trước cơ à? Gắt nha. Ai muốn chết trước gắt nha. Dám dọa trước tình yêu. Thôi sai rồi. Không băng trụ được. Đấy, chỉ là em gái nuôi thôi, nuôi để thằng khác thịt. Bình tĩnh nha. Bây giờ thì về trang bị cho vị tướng Butterfly thì mình sẽ để lại trong trận đấu, tại vì khá lâu rồi mình chưa làm. Wow, bây giờ mình để ý hiệu ứng của Butterfly, anh em thể nhìn thấy là những đòn đánh thường. Nó tạo ra rất là nhiều những cái tảng băng vụn vỡ bay ra, văng ra. Trang bị đầu tiên dù Leviathan tiếp tục dày kiên cường, tiếp tục mình lên thương xuyên phá. Và tiếp theo là những cái trang bị công. Cuối game thì mình sẽ đóng trang bị thủ cho vị tướng này. Anh em biết thời điểm đầu game là Butterfly rất là mạnh, nhưng mà đến cuối game thì vị tướng này không hề mạnh một chút nào. Nó chỉ mạnh đầu game thôi, vét máng tốt. Chúng ta phải lựa thời điểm để vét máng. Đây rồi, sống sao, trời ơi, đảo anh chạm nó chạy được rồi. Mình không thể tin nổi, rất là nhiều bạn rất là có tính hài hước khi mà mình chơi Butterfly. Các bạn cứ chửi mình kiểu thầy nó chỉ chơi, nó làm clip, nó chỉ KS. Các bạn nên nhớ Butterfly chất tướng là như thế nào. Không băng trụ được bạn ơi, chưa ăn được. Các bạn nên nhớ mình đã khuyên các bạn rất là nhiều, Butterfly là vị tướng vét máng mà. Vậy nên là khi mà đợi đồng đội đánh nhau xong, anh em là người nhảy vào cuối cùng chứ không phải là anh em nhảy vào đầu tiên. Các bạn nên nhớ là chất tướng vị này đợi đối phương quá yếu máu, các bạn nhảy vào phát các bạn sử dụng kỹ năng kết thúc mạng sống của đối phương, sau đó là anh em lại được hồi kỹ năng, lại tiếp tục kết thúc. Ôi ôi ô, cô bé ngây thơ, cô bé ngây thơ thuộc chết rồi, tôi bị giữ chân lại rồi. Chumina, ô có mạng hay thích à, vẫn ăn được mạng anh em ơi. Bướm vẫn chạy về, trận này bướm có vẻ gáy rất to. Butterfly dịch ra cũng là bướm, mà Karisi cũng là bướm. Một tình yêu nồng cháy đấy chứ, anh em thì nhìn thấy sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa Tulen đông em đềm, Butterfly đông em đềm. Bây giờ nhảy vào đây vét mán thì hơi tuyệt vời, nhưng mà mỗi tội là thôi không được rồi, team nó đông quá. Thôi sao nhảy vào đây vậy, bình tĩnh nào anh dai. Rồi ok, mình sẽ quay trở lại nha để hỗ trợ đồng đội đây. Anh em đánh nhau gắt quá, giữ chân lại. Rồi có một mạng rồi, hầu hết kỹ năng luôn. Chơi bướm này thì gáy to, ai muốn chết trước này. Tiếp tục lại thêm ông này nữa rồi. Double kill, triple kill này. Triple kill chạy đến đậu tốc biến rồi, nhỏ quá mình không băng trụ được. Đó, 903. Khổ lắm, mình không hiểu tại sao bạn gáy to thế à rồi. Đưa vừa vào game. Vừa vào game xong, biết mình trong trận đấu phát. Gáy luôn, ai muốn chết trước, sợ thật. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên cái nanh này, sau rồi mình sẽ không lên giáp áo choàng thần gia nữa. Mình sẽ đóng trang bị thủ luôn, có lẽ là cái trang bị giáp đống khổ chẳng hạn anh em ơi. Rồi áo choàng áo về.
đi rừng ở trên bức danh cao được. Chắc là đánh về lâu khéo team thua, lết là thua. Tại vì sao mình nói là lết là thua? Team mình không có xạ thủ, đấy là một cái điều sai lầm khi mà pick đội hình này. Không ai chịu chơi xạ thủ cả. Có xạ thủ thì mới đẩy được trụ, chứ còn team mình ép đối phương từ đầu đến cuối, bây giờ không có xạ thủ thì không thể nào ép trụ được. Nhưng được cái là trong trận đấu này có Malok. Malok chỉ cần ulti đẹp thôi. Nào nào, Malok chỉ cần tập trung ulti đẹp thôi thì chắc chắn một điều mình sẽ nhảy vào vét máng tốt. Team bạn thì hầu như cũng toàn máu giấy thôi, không có châu chó đâu anh em ơi. Có mỗi Mina. Ôi thôi xong rồi. Người dám giết người yêu ta sao? Trời ơi đồ đáng ghét. Mình sẽ cố gắng trả thù nhưng mà sai quá anh em ơi. Thiếu người mà sao đi combat kiểu này. Chịu rồi. Thôi thật sự là chịu rồi. Mình không thể nào vào hỗ trợ được anh em nữa rồi. Thù này không trả, không làm người anh em ơi. Quá đau lòng. Để cho nó giết mình vừa chạy ra. Mình chứng kiến Tulalan bị hạ gục trước mặt. Các bạn mà dẫn người yêu vào trong trận đấu mà các bạn chơi lên Konobile, người yêu các bạn bị nó bắt nạt, không biết các bạn có cay cú không. Quá cay cú và muốn trả thù. Nhưng mà thật ra thì FA không hiểu được cái điều này. Mình nói ra thì nhiều bạn tổn thương cứ từ từ về nào. Trời ơi. Xây đi thẳng cái kia, support không về, đi thẳng làm gì cái kia. Về nào, trời ơi mình ping về rồi không thấy về luôn. Thôi sao bị bắt lẻ rồi, lên hỗ trợ nào. Lên hỗ trợ cho đồng đội, không thể để mặc một cô gái bé nhỏ trên này được. Mình vào Ryoma đang chạy cấp cấp tức lên rất là nhanh. Có chiêu cuối đây rồi, nhảy luôn, vét luôn. Vét luôn. Úi trời ơi, nó vẫn lướt được luôn anh em ơi. Không sao, vừa xong thì cũng cứu được support. Đi lẻ quá trời. Ok, Mina kéo vào hay quá. Bây giờ mình sẽ lên cái giáp thống khổ nha anh em ơi. Ui, tôi đang mải lên đồ mà. Trời ơi, Murat nó ảo anh chả một phát chết tươi luôn này. Gắt rồi nha. Nhưng dù sao thì Tulen cũng đã, người ta gọi là trả thù thành công cho mình. Bây giờ mình chưa cảm thấy bướm gáy trong trận đấu này cả. Đầu game gáy rất to. Ôi, đầu game gáy ai muốn chết trước. Không thể tin nổi, bây giờ chưa thấy gáy một câu nào cả. Mà đang phải ôm trụ mà bướm 0-3 rồi. Tính ra nếu mà không gáy thì mình không để ý đâu. Nhưng mà gáy to quá thì mình phải để ý trong trận đấu thôi. Chứ có đánh như bao người bình thường không chép chiếc thì mình chả bao giờ mình để ý cả. Rất là đáng tiếc là bộ trang phục vì tướng Butterfly chúng ta không có hiệu biến về. Nó chỉ thay đổi hiệu kỹ năng từ chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 về kể cả cái ngoại hình và những đòn đánh thường. Còn hiệu biến về thì không có. Hiện tại thì team mình ăn được cái con rồng, rồng bạ chúa rồi. Nhưng mà quyền năng bạ chúa không phải là mình ăn. Ok đi chung rồi. Giờ này phải đi chung nha. Và mình sẽ là người nhảy vào cuối cùng. Khi mà bây giờ mình chỉ cần đợi Malok nhảy vào chiêu cuối vào thôi. Tại vì trong trận đấu này đội hình đẹp nhất là khi mà Malok chiêu cuối thẳng vào. Hay quá, bắt được Murat rồi. Nhưng mà chưa có lính kìa. Nhọa vậy trời. Giờ chỉ cần Malok chiêu cuối thẳng vào là mình vét máng luôn anh em ơi. Không còn không cần đợi chờ gì nhiều, chỉ cần Malok lên tiếng. Nào chúng ta có đàn lính đây rồi. Chuẩn bị đánh nhau nào. Mình sẽ là người nhảy vào cuối nha, mình không nhảy vào đầu đâu, không phải là một vị tướng mở combat trước. Ok, Malok nhảy thẳng vào bắt AD trước này. AD chết một mạng, vét tiếp bướm chết và gấu chết. Triple kill, ô thôi sắp bốc hơi chết hết rồi à. Ơ đùa, tôi mới ăn được triple kill thôi mà. Ok, kết thúc trận đấu rồi anh em ơi. Một pha vét máng thần thánh và đầy sức mạnh vị tướng Butterfly khi mà lên khi mà leo mức danh cao vẫn có thể thể hiện được rất tốt. Ok, không có lính này, nó vẫn dọn dẹp từ lính. Nhưng mà team mình còn 5 người, đánh trụ rất khổ sở. Vẫn thắng được, yên tâm vẫn thắng được. Clip này không mang tính chất ngôn tình.
không mang một tính chất gì hết, nhưng mà dù sao thì cũng đem lại cho các bạn mà chiêm ngưỡng qua về bộ trang phục đôi trong trận đấu để các bạn có thể chiêm ngưỡng được. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi, anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.